giúp núi vùi sâu đàn bom hay khói lửa, dù nắng cháy thì ra, dù mưa hay giông tố, truyền thông muôn nghìn năm dù tiến bước bàn chân hồ mau năm chào dân. Đi ta đi theo bước chân của ông cha, dừng dây quê hương non nước tươi đẹp ngàn hoa, là lời đất nước gọi ta, là lời đất nước gọi ta. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống công nhân, người lao động, những năm qua, anh Nguyễn Hữu Cần, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao Hung Việt Nam tọa lạc tại khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu đã luôn làm tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty. Với những việc làm thiết thực của mình, mới đây anh là một trong hai cá nhân của tỉnh Tây Ninh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Hung Việt Nam tọa lạc ở khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài, chuyên sản xuất giày da xuất khẩu. Công ty hiện có hơn 10.200 người lao động, trong đó đoàn viên công đoàn chiếm 98% trên tổng số người lao động. Trong những năm qua, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Hữu Cần với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao Hung Việt Nam đã phối hợp chủ doanh nghiệp đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể người lao động trong doanh nghiệp, đồng thời xây dựng kế hoạch vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động phong trào công đoàn trong doanh nghiệp cũng như trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Anh Cần cùng với ban chấp hành công đoàn công ty luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cầu nối giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Do vậy, hoạt động công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Hung Việt Nam hàng năm đều đạt thành tích xuất sắc. Từ đó, công nhân lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, chấp hành pháp luật lao động, có ý chí và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đoàn kết tương thân tương ái, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và công việc, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn phát động. Hoạt động của công đoàn cơ sở, công ty trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả, đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, sự quan tâm phối hợp giúp đỡ từ phía ban đốc công ty, sự nỗ lực đoàn kết của tập thể ban chấp hành công đoàn và đoàn viên người lao động công ty, phấn đấu vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần vào sự phát triển ổn định sản xuất của doanh nghiệp, đó cũng là mục tiêu của hoạt động công đoàn. Anh Nguyễn Hữu Cần còn là trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể của lực lượng đoàn viên, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lao động sáng tạo, chấp hành tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp cũng như những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với vai trò là chủ tịch công đoàn cơ sở của công ty, tôi luôn không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ kiến thức để đáp ứng được nhiệm vụ của tổ chức, phối hợp cùng ban đốc công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động trong công ty. Qua việc tổ chức triển khai chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm, tập thể ban chấp hành công đoàn công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, luôn đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của công nhân lao động. Chính vì vậy, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Hung Việt Nam hàng năm đều đạt thành tích xuất sắc. Anh đã cùng với ban chấp hành công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Hung Việt Nam xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn cơ sở và chủ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở hoạt động, tham gia đóng góp ý kiến khi doanh nghiệp ban hành các chính sách về phúc lợi cho người lao động, thường xuyên lắng nghe và nắm bắt các ý kiến phản ánh của người lao động thông qua tổ công đoàn để kịp thời kiến nghị người sử dụng lao động nhằm nâng cao phúc lợi, cải thiện đời sống người lao động, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đoàn viên công nhân lao động, không để xảy ra lãng công, đình công trái pháp luật tại doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công nhân lao động nhân các dịp lễ Tết. Ngoài ra, anh còn vận động đoàn viên công nhân lao động đóng góp ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn,
Qua đó, 5 năm qua, đã xây tặng được 20 căn nhà cho đoàn viên công nhân khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, trao 200 suất học bổng ươm mầm ước mơ cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, anh cùng với ban chấp hành công đoàn công ty đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, công đoàn cơ sở luôn tuyên truyền vận động công nhân lao động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong doanh nghiệp. Ngoài ra, công đoàn cơ sở còn tổ chức vận động hỗ trợ các chốt biên phòng phòng chống dịch, các chốt phòng chống dịch trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, người lao động không may bị nhiễm COVID điều trị tại các khu cách ly của tỉnh, phối hợp cùng với địa phương tổ chức thăm hỏi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn ở trọ trong thời gian giãn cách. Với những nỗ lực không ngừng, từ năm 2016 đến nay, anh Nguyễn Hữu Cần được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong hoạt động công đoàn. Năm 2019, anh được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm 2020, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hạn Bao Hung Việt Nam là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới trong cái thực hiện các hoạt động chăm lo cho tổ chức công đoàn, nhất là tại đơn vị. Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn, nhất là trong việc đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, như là thông qua các cuộc thương lượng về các cái chế độ chính sách và nhất là chế độ về tiền lương đối với đoàn viên, người lao động tại công ty trách nhiệm hạn Bao Hung trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều cái kết quả, như là cái thành tích nổi bật đã được các cấp công đoàn khen thưởng, được Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng khen, được tặng cờ của Liên đoàn Lao động tỉnh đối với đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong hoạt động công đoàn. Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen chuyên đề trong phong trào thi đua 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như là được tặng nhiều bằng khen cho các cá nhân của công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn Bao Hung Việt Nam về các cái chuyên đề giỏi việc nước, đảm việc nhà, như là thành tích cá nhân của các đồng chí trong ban chấp hành, trong đó nổi bật là vai trò của đồng chí chủ tịch công đoàn. Những đóng góp của Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao Hung Việt Nam Nguyễn Hữu Cần đã cùng với tổ chức công đoàn bảo đảm và nâng cao quyền lợi, phúc lợi của người lao động. Cũng từ đó, vai trò vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên, trở thành điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động. Chuyên mục thi đua ái quốc kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.